Mến chào tất cả các bác nhá. Một siêu phẩm đấy các bác ơi, Mota Audio, một cái thương hiệu âm thanh xuất sắc, một thương hiệu âm thanh rất nổi tiếng của USA. Và ngày hôm nay với thương hiệu Mota MT3500 các bác ạ, con này của nó là hai kênh chính, maximum có thể đạt cho các bác là 500W nhá. Và còn lại anh em có thể chơi đường center này, đường súp, đường sâu rao. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 500W nữa, tức là 3500 là nó là một cái ký hiệu các bác nhá. Và con này của nó thì nó có một cái hay là nó có nâng tiếng trực tiếp ở trên mặt luôn. Tức là nó là một con đẩy, như các bác có thể tăng được tiếng bát, các bác có thể tăng được tiếng chép và tiếng tăm của con này. Thì khẳng định luôn cho các bác một từ rất hay. Và con này là cái con nguyên bản, nguyên thủy. Hiện tại bây giờ là anh em thợ chưa vệ sinh, chưa lau chùi, bỏ ra và uýnh luôn cho tất cả các bác chúng ta cùng xem. Và các bác biết à, đấy, với những cái công nghệ của USA các bác nhìn này, biến áp của nó đây, đúng không? Con này của nó là một cái main bên trên là nó chạy cho đường sâu rao và đường center. Và cái main chính ở bên dưới. Đấy, lát nữa thì em sẽ giới thiệu cụ thể để tất cả các bác chúng ta cùng được biết. Và con này của nó là hai hệ thống ổn định nguồn riêng biệt. Một đường dành cho kênh chính và một đường nguồn dành riêng cho kênh center và sâu rao. Tức là với một con đẩy như thế này thì ở trong gia đình nhà các bác có thể cân được nguyên cả một hệ thống âm thanh. Tất chút chít nó nằm hết ở trên này luôn các bác ạ. Mota Audio, một thương hiệu của Mỹ. Và bây giờ em Hiền sẽ cho nhạc nó oánh trước để các bác cảm nhận thấy là cái chất lượng âm thanh của nó ra có đủ uy lực, nó có đủ mạnh mẽ hay không, và các bác cảm thấy hay, cảm thấy chất lượng và nó còn đẹp, nó còn sạch sẽ thì các bác sẽ ủng hộ em Hiền một sản phẩm các bác nhá. Và em cũng xin phép tất cả các bác là bây giờ em sẽ sử dụng đúng một cặp loa 725, tức là cặp loa này là 2 bát 40, một check kèn 750. Đấy, để em thử sức với nó. Còn khi mà các bác về bác chơi gia đình thì em khuyên các bác là chỉ nên đánh full đơn 40-30, cứ côn 75-76 quay đầu là các bác đánh được. Còn không nên ghép với những lệ cặp và loa 725 lớn như thế này. Chả qua là em đang muốn để cho tất cả các bác chúng ta cảm nhận thấy là với những cái loa công suất lớn như thế này mà nó đánh có tròn tiếng hay không, bát chép nghe có đã hay không, để cho các bác cảm nhận thôi các bác nhá. Và bây giờ một đoạn nhạc căng nhất xin phép được bắt đầu. Lên luôn, lên nào các bác ơi. Uầy, xin phép các bác là em đang đánh hai kênh chính nha các bác nhá. Đấy, đánh hai kênh chính đây. Đây, băng keo này, thấy không, băng keo này. Lên nào, lên nào, kinh khủng. Qua đã. Lên, yeah. Ok các bác nhá. Rồi. Các bác ơi, em sẽ giới thiệu nội thất ruột gan này cho tất cả các bác chúng ta cùng xem đây. Đây, chính là những cái con đẩy Mota. Các bác biết rồi, Mota Audio nó là một thương hiệu hàng hãng, một thương hiệu âm thanh đến từ USA đã rất là lâu đời rồi. Đây, và cũng như rất là nhiều những thiết bị âm thanh khác. Đây, để dò ném ơi, những thiết bị âm thanh khác, ví dụ như những thương hiệu chẳng hạn như BV, rồi thương hiệu của một số dòng âm thanh của châu Âu. Bây giờ thì cũng đa phần là sản xuất và lắp ráp ở Đài Loan và Trung Quốc hết các bác ạ. Đấy, ngoài ra thì trong đó có cả Việt Nam này, có cả Indo, có cả Malaysia, và một số các nước ở khu vực châu Á của chúng ta. Thì nó đều là sản xuất ở những nước thứ ba hết các bác nhá. Còn đối với Mota Audio các bác nhìn này, con này của nó hơi mờ chữ một chút các bác nhá. Mota Audio MT3500, tức là ở cái mã ký hiệu này thì nó cho các bác cảm nhận được là 3500, tức là ở con này nó chia thành 3 cấp. Cấp độ 1 là sử dụng cho 2 kênh L, kênh R. Mỗi kênh chia công suất ra là nó sẽ có 500W một kênh, đúng không ạ? Còn 500W còn lại sẽ chia cho đường center và đường sâu rao. Đường súp thì nó chỉ có đường tín hiệu thôi các bác nhá. Đường tín hiệu xuất súp, chứ đường súp ở trên này là nó chỉ đánh súp điện thôi. Còn anh em ai thích mà lắp vào đường center,
đường sâu rau để tất cả các bác chúng ta chơi những cái con súp hơi nhỏ nhỏ đấy, thì là ok. Các bác có thể chơi một đôi loa ở đường sâu rau này với một cặp loa lòi nhỏ đấy, hoặc là loa bốt, loa BMB nhỏ nhỏ các bác đánh được. Đấy, đường center này là một chiếc loa chọn lòi nhỏ nhỏ các bác có thể đánh được. Còn đối với hai đường lo và đường rò, tức là hai đường chính của con đẩy này, thì hiện tại các bác có thể đánh được loa full 40, loa full 30 hoặc là loa full 25. Đấy, đặc biệt loa nằm thì các bác có thể vã cho em Hiền hai đôi, đánh xuống 4 ohm ok nhá. Đấy, con Mota này mặt của nó mặt phay nhôm hết các bác ạ. Và với con này thì em cũng nói luôn là hàng bãi mà còn mặt mũi đẹp được như thế này là nó quá xuất sắc rồi. Và với những cái con như thế này thì em nói luôn là anh em thợ hoàn toàn là chưa lau chùi, chưa vệ sinh. Đấy các bác nhìn này, vẫn bụi, vẫn bẩn. Và với một trong những phân khúc, đấy, hàng thì là hàng châu Âu. Nhưng các bác biết là một trong những cái dòng đẩy đấy, nó có cả hệ thống nâng tiếng trực tiếp ở trên mặt luôn. Hiện tại bây giờ là các bác có thể nhìn thấy là nó đang chạy là mỗi bên là 2, 4, 6 là 12 sò Toshiba lớn. Và 2, 4, 6, 12 thúc con nhá. Nó dành riêng cho kênh chính. Lý do tại sao rất nhiều bác bảo kể cả con đẩy 16 sò đi chăng nữa thì may ra mới đạt được khoảng 500W. Nhưng các bác ơi, quan trọng nhất là cái hệ hiệu suất làm việc của nó các bác. Và nó chỉ có 12 sò nhưng mà nó chạy 12 thúc. Tức là một sò một thúc, một sò một thúc. Nó không phải là những đánh những mạch đơn thuần như những cái con khác. Và ở đây nó sẽ có một cái bảng mạch ở bên trên. Các bác có một cái bảng mạch ở bên trên. Các bác nhìn đây, đây là những cái nốt nhựa thông các bác nhá. Những nốt nhựa thông mà nhà máy người ta sản xuất theo cái tiêu chuẩn của robot ấy, thì bao giờ nó cũng có những cái nhựa bảo dưỡng. Đấy, và trên này thì anh em thợ hoàn toàn là chưa vệ sinh, chưa lau chùi. Các bác cảm nhận thấy là trông là như là đã qua sửa chữa nhưng hoàn toàn là zin. Con này của nó là bỏ dầu vào đánh một phát là sáng như gương luôn các bạn. Con này em để nguyên bản đây, và biến áp của nó đây. Biến áp của nó thì rất lớn và tất cả dây đồng. Đấy, và nó có rất nhiều các hệ số về tụ này. Tụ của nó chạy 15.000 mi luôn các bác ạ. Đây chính là cái tụ dành cho bên chính. Đây, chỗ này của nó vẫn còn nguyên bụi nguyên đất các bác nhìn thấy không? Vẫn nguyên bụi nguyên đất, em chưa vệ sinh, chưa lau chùi đâu. Đấy, đây là hai cái tụ 15.000 mi chạy cho cái kênh chính. Đấy, đạt cho các bác là 1.000W 8 ohm. Còn cái mạch này của nó là nó đang sử dụng là hai tụ 80V 10.000 mi để nó cấp cho cái bảng mạch bên trên là chuyên chạy cho đường sâu rau và đường center. Đó nhá. Đó, và một con đẩy này các bác nhìn đây, phía sau đây. Đấy, phía sau thì anh em thợ còn hoàn toàn là chưa lau chùi, chưa vệ sinh. Con này của nó là sản xuất lắp ráp 100% tại Đài Loan các bác nhá. Tại Đài Loan. Và ở đây nó sẽ có hai đường chính này, đường rò và đường lò là hai đường chính này, một trên một dưới. Các bác cắm hai loa chính vào hai cái cửa này. Đây là đường center, đây là đường sâu rau. Sâu rau là nó sẽ có hai cửa, center nó có một cửa thôi. Và khi mà các bác muốn hai đường này nó kêu thì các bác phải câu thêm một cái đường tín hiệu từ vang số hoặc là vang cơ. Nó sẽ có đường center này, đường sâu rau này, đây là có đường súp này, súp ao. Các bác nhìn thấy đây có cả đường súp ao đây nhá. Đấy, súp ao nó có volume trực tiếp ở trên mặt luôn. Và đây là hai đường main. Hai đường này là đánh vào hai đường chính, đường rò và đường lò. Đó, âm thanh đầu vào đây. Đó, và nó sẽ là cầu hai loa vào cái đường này các bác nhá. Đấy, mặt mũi của nó rất đẹp, ruột gan của nó rất là đẹp. Và đặc biệt là ngày hôm nay em chỉ để cho các bác với giá như đồ chợ thôi, như là đồ nhái thôi. Mặt mũi của nó thì cực kỳ là đẹp. Và đặc biệt là con này nó có cả hệ thống nâng tiếng này, tăng giảm bắt chép trực tiếp cho từng kênh đơn lẻ một. Ví dụ kênh này của nó yếu bát yếu chép, các bác có thể tăng bát lên. Đấy, ít chép nâng tiếng trực tiếp trên mặt luôn, các bác có thể tăng chép lên. Các bác nhìn thấy không? Đấy, một con đẩy này 3.500 mota. Đấy, con này có băng keo các bác nhá, băng keo anh em thợ chưa vệ sinh đâu. Mota Audio MT 3.500. Con này em nói các bác là siêu hiếm, cực hiếm, và khẳng định một từ là rất hiếm tại thị trường Việt Nam luôn. Đấy, và dòng này thì ở trong một cái phòng hát ở bên nước ngoài, một cái phòng cà phê bên nước ngoài, người ta có cả chương trình hát hò giao lưu luôn, là chỉ cần ghép thêm một con vang cơ, một con vang số vào thôi thì các bác có thể sử dụng được nguyên cả một dàn âm thanh của các bác rồi các bác ạ. Đó, và hai đường chính này các bác vừa nghe em Hiền test nhạc đánh uy lực lắm, không lên đèn clip một tí nào các bác nhá. Đấy, anh em chơi loa xịn, loa bãi cứ 40 30 côn 75 76 quay đầu, mà nếu mà loa tốt đánh nghe rất là phê. Đấy, và con này thì em đang để cho các bác với giá chỉ có 2.700.000 đồng một con các bác ạ. 2.700.000 đồng một con đẩy Mota, một cái thương hiệu hàng tháng đến từ Mỹ các bác nhá. Đấy, anh em có thể search
anh em có thể tìm hiểu Mota Audio nó là một cái gì đó nó rất là đắt tiền ở vang ở đấy. Đấy, và kể cả từ loa luôn các bác, và tất cả mặt mũi của nó còn khá là sạch đẹp. Tất cả các bác ai thật sự quan tâm đến con này, đấy, dòng đẩy này của nó người ta gọi là đẩy 5 kênh nhưng mà nó chỉ có 2 kênh chính thôi, mấy kênh này của nó là kênh chọn lòi, kênh phụ các bác nhá. Anh em ai thích đấu thêm các bác có thể đấu thêm, và nó vận hành như là nhiều con đẩy cộng lại các bác nhá, vận hành như rất nhiều con đẩy cộng lại, và hiệu suất làm việc của nó rất cao, ruột gan gọn gàng, cực kỳ lành, cực kỳ bền. Các bác ai thật sự quan tâm đến con này, các bác gọi điện qua số điện thoại 0923 993 993. Và khi các bác gọi điện, các bác cảm thấy không liên lạc được hoặc là máy bận, các bác có thể cho em Hiền xin một tin nhắn qua số điện thoại này để em sẽ trả lời các bác sau khi em nghe điện thoại xong các bác nhá. Anh em xem video cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào nhau.